Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ là hướng dẫn chi tiết cho các bạn cái cách để chúng ta liên kết cái địa chỉ EMI giữa hai cái dự án, đó là cái app Santoshi với app sàn OpenEX. Thì ở đây thì chúng ta sẽ phải liên kết để mà chúng ta hiển thị được cái số dư giữa hai cái dự án, và cái số dư của chúng ta khai thác được ở trên cái app Santoshi là cái đồng OEX sẽ hiển thị ở trên cái app của cái sàn OpenEX. Thì cái này thì ngày hôm nay dự án đã mở cho chúng ta cái phần nhiệm vụ này, đó là cái nhiệm vụ thứ 5 và cũng là cái nhiệm vụ nằm trong cái 5 cái nhiệm vụ ở cái phần testnet của cái dự án OpenEX, cũng như là sẽ hướng dẫn lại cho các bạn cái cách để mà chúng ta chuẩn bị cho cái tinh thần là chúng ta liên kết ví để mà chúng ta nhận cái đồng OEX này về ví nhé. Rồi thì đây là cái giao diện của cái app Satoshi. Trước đây là chúng ta khai thác cái đồng Core, và bây giờ thì chúng ta tham gia khai thác cái đồng OEX của sàn OpenEX. Thì cái dự án này đang đi được đến cái bước đang đến cái ở cái giai đoạn gọi là 93-94% của cái quãng đường, và chuẩn bị cho cái việc là mainnet cũng như là lit sàn, và chuẩn bị các cái điều kiện để chúng ta rút cái đồng OEX. Ở cái video trước thì mình cũng đã là cập nhật cho các bạn cái thông tin là dự án đã công bố cái thời gian chính thức cho chúng ta là rút cái đồng OEX này về ví để mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc là chúng ta lit sàn cũng như là bán. Thì thời gian dự án đã công bố rất là rõ ràng rồi. Cụ thể thì sẽ là vào cái ngày 13 tháng 4 năm 2024 này. Ở trên cái app OEX Testnet á, thì các bạn đăng nhập vào, chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu nhé. Thì bạn nào mà chưa tải cái app này cũng như là sử dụng các cái bước này thì chúng ta tải app về, thì link tải app mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì các bạn tải app sau đó thì chúng ta sẽ liên kết với cái ví MetaMask của chúng ta đã tham gia testnet trước đó, các bạn liên kết vào đây. Các bạn cũng có thể làm một cái ví mới cũng được. Sau đó thì các bạn chuyển USDT sang cái app này, và sau đó thì chúng ta sẽ làm cái testnet ở trên ví này, làm một cái ví mới. Nếu như chúng ta sợ cái app này nó không đảm bảo an toàn, lộ mất cái cụm khóa cá nhân của cái ví MetaMask, thì chúng ta có thể tạo một cái ví mới, sau đó chúng ta chuyển cái USDT các cái đồng coin ở testnet của bên cái app MetaMask chúng ta chuyển sang cái OpenX này, chúng ta testnet nó rất là an toàn. Và đây cũng là một cách làm để mà chúng ta bảo vệ được cái ví MetaMask của chúng ta. Nếu như ví MetaMask của chúng ta mà cái ví chỉ để testnet thôi thì các bạn cũng liên kết vào đây, chúng ta không sợ, trừ khi là cái ví đó là cái ví chính đó, thì chúng ta mới sợ thôi đó. Thì chúng ta có tài khoản rồi thì chúng ta đăng nhập vào. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần để mà chúng ta liên kết cái địa chỉ ví ấy. Thì các bạn nhấn vào cái phần mà nhiệm vụ đây này, đó, mission đây này, nó chính là cái nhiệm vụ E đấy. Nhiệm vụ E tức là những cái nhiệm vụ đầu tiên ở trong cái 5 cái nhiệm vụ. Nó có cái nhiệm vụ E, E là EMI, Mission là X là Cheater ấy, và T là Telegram, và cái phần bên dưới này Mission này là cái phần mà Long Testnet nhé, nó sẽ viết tắt của cái chữ N các bạn, Long Testnet là cái rồng đây này. Và cuối cùng là cái nhiệm vụ mà trả lời cái câu hỏi để chúng ta được cái phần hoàn thành được cái nhiệm vụ này đó. Và ở đây thì nó sẽ là 5 cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải hoàn thành ở trên cái mục mà testnet này. Vậy thì cái nhiệm vụ MI, mission MI này thì chúng ta sẽ cần phải hoàn thành, và hoàn thành ở đây thì cái phần này là mình cũng hướng dẫn cho các bạn rồi. Để mà chúng ta điền cái địa chỉ MI vào đây thì chúng ta phải kiểm tra, check lại xem, kiểm tra kỹ lại xem là cái tài khoản khai thác cái đồng OEX ở trên cái app Satoshi của các bạn nó là cái địa chỉ gì đó. Các bạn lưu ý nhé, đây nó là cái địa chỉ EMI Lào, nếu như các bạn có nhiều địa chỉ EMI. Còn nếu như các bạn có một địa chỉ EMI thì chúng ta không cần phải bận tâm về cái vấn đề đó. Và cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta liên kết quốc gia. Các bạn trước đó các bạn đặt ở cái quốc gia Lào hoặc là ở trên cái app này nó là cái quốc gia Lào thì chúng ta sẽ chuyển sang bên này, nó sẽ phải là đúng cái quốc gia đó các bạn nhé. Đó, thì ở đây mình sẽ điền nó cái địa chỉ email của mình, nó là điện Quảng Ninh ADV a@gmail.com.
Đó thì các bạn sẽ là chọn quốc gia ở đây, các bạn kích vào, các bạn phải chọn đúng quốc gia thì nó mới hiển thị đúng cái số dư cái đồng OX của chúng ta sang cái app này các bạn nhé. Còn nếu như các bạn chọn sai quốc gia thì nó cũng không hiển thị đâu, và mình cũng không biết là sau khi nhấn submit xong thì chúng ta có được sửa đổi lại cái này hay không. Đó thì các bạn nhấn vào nút submit này. Đó, như vậy là mình đã liên kết thành công nhé, và nó đã chuyển cái số dư của mình từ bên cái app Satoshi là 10.864. 10.864 nhé, mình sẽ check lại xem là đây 10.864. Thì ở đây là cái số mà Satoshi mình khai thác ngày hôm nay. Có thể nó sẽ là thống kê cái số Satoshi ngày hôm qua, nhưng mà nó cũng tương đối là chuẩn các bạn nhé, tương đối là chuẩn. Đó, như vậy là các bạn sẽ được chuyển được cái số dư sang bên này và sẽ là hoàn thành được là cái nhiệm vụ E, đó là cái nhiệm vụ cuối cùng mà ngày hôm qua mình đã hướng dẫn cho các bạn. Nhưng tuy nhiên thì cái thời gian đó thì cái nhiệm vụ này nó chưa chưa hoàn thiện, cho nên chúng ta chưa liên kết được. Đó thì một cái nhiệm vụ hoàn thành này và cái nhiệm vụ Twitter này cũng đã được xác nhận hoàn thành này. Đó, tích xanh như này là ok các bạn nhé. Với Telegram, Telegram mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách làm rồi. Tiếp theo là đến về cái long testnet. Long testnet thì của mình đã, khi các bạn có đồng USDT, chúng ta sẽ swap từ cái đồng USDT sang cái đồng OEX và swap sang cái đồng AGI, và là các bạn đã đủ cái tích xanh và các bạn chỉ việc nhấn submit ở đây là chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ. Tiếp đến cuối cùng đó là cái nhiệm vụ này là cái nhiệm vụ trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi thì mình cũng đã tạo một cái nhóm Telegram để cho các bạn là tham gia, chúng ta tham khảo các cái câu trả lời ở đây. Những cái câu trả lời ở đây thì mang tính chất tham khảo thôi các bạn nhé. Mình cũng chắt lọc từ tất cả nhiều cái nguồn thông tin khác nhau để mà mang đây cho các bạn tham khảo. Nếu như các bạn trả lời câu nào mà cảm thấy giác là mình đúng rồi thì mình chốt, còn những cái câu nào mình cảm giác là vẫn chưa chuẩn thì các bạn có thể tham khảo lại, hoặc là search trên YouTube, search trên Google để chúng ta có những cái câu trả lời, và các bạn có thể là thay đổi các cái câu trả lời khi nào nó đúng thì thôi. Và mình cũng đã áp dụng như vậy và cuối cùng thì mình cũng đã trả lời đúng nhé. Đó, mặc dù là ở trong cái danh sách câu trả lời đây là cũng có đủ các cái câu, gần đủ các cái câu hỏi, nhưng mà không phải là cái câu nào là họ cũng đã trả lời chính xác, có một hai câu họ trả lời sai á, thì chúng ta sẽ tham khảo thôi và chúng ta cố gắng là hoàn thành được cái phần KYC này. Và ngay cái từ bài đầu tiên, bài cheater trước đây của dự án thì cũng đã nói về cái vấn đề đó là cái nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là phải xác minh 5 cái nhiệm vụ mạng xã hội, địa chỉ email để mà chúng ta hoàn thành được cái việc test net này cũng như là trả lời câu hỏi. Đó. Rồi thì ở cái phần mà rút tiền thì trong cái app Santoshi này, khi mà sau này thì vào ngày 13 tháng 4 dự án nó mở, chúng ta rút thì nó sẽ có cái phần ở đây cho chúng ta thay đổi cái địa chỉ ví nhé. Chúng ta không phải là liên kết với cái địa chỉ ví trước đây chúng ta rút đồng co đâu, mà nó là liên kết cái địa chỉ ví mới. Cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, mà nhiều bạn có khi là những cái ví cũ chúng ta liên kết ở đây chúng ta nhận đồng co thì đã bị mất rồi, hoặc là mất cái cụm từ hạt giống rồi, chúng ta không khôi phục được cái ví thì chúng ta sẽ gửi, nếu như nhận về ví cũ thì chúng ta sẽ gần như là rất là nhiều người sẽ bị mất tài sản đó. Và mất là vì không khôi phục được ví. Ở đây nó cho phép chúng ta liên kết với ví mới, thì cũng đã có cái bài hướng dẫn chi tiết về cái việc liên kết ví mới, thì mình để cái video đó ở dưới phần phần mô tả của video thì các bạn có thể tham khảo. Và khi nào thì dự án mở cho chúng ta chính thức liên kết ví thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bạn liên kết cụ thể chi tiết để cho các bạn làm theo nhé. Đó thì ở video này thì mình cũng cập nhật cho các bạn cái nhiệm vụ, một số các cái nhiệm vụ để cho các bạn tham khảo cũng như là hoàn thành, cố gắng hoàn thành để mà chúng ta được một cái kết quả tốt nhất từ cái dự án này. Ở video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.